Cô xin chào tất cả các con. Các con thân mến, ngày hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện cổ tích về một loài chim. Các con có biết con chim quốc không nhỉ? Vậy hãy theo dõi câu chuyện để biết chim quốc là chim gì và từ đâu có nhé. Chúng ta cùng nghe cô kể chuyện nào. Sự tích chim quốc. Ngày ấy có đôi bạn chí thân là Quắc và Nhân. Họ đều là con nhà học trò nghèo, lại đều mồ côi cha mẹ. Quắc được học nhiều hơn bạn, anh chàng làm thầy đồ dạy trẻ. Tuy bổng lộc chẳng có là bao, nhưng Quắc vẫn thường giúp đỡ Nhân. Đối lại, có lần Quắc bị ốm nặng, giá không có bạn thuốc thang ngày đêm thì anh khó lòng sống nổi. Sau đó, cũng vì sinh kế, đôi bạn phải chia tay, mỗi người một ngả. Trong khi Quắc sống cuộc đời dạy trẻ, thì Nhân cũng đi lang thang đến các vùng xa lạ làm thuê, làm mướn. Trải qua một thời kỳ lang bạt, cuối cùng anh chàng vào làm công cho một phú thương. Thấy chàng thật thà chăm chỉ, phú thương rất tin cậy. Chẳng bao lâu, Nhân được phú thương gả con gái cho. Vợ Nhân có nhiều của riêng của để, vì vậy Nhân nghiễm nhiên trở nên một phú ông có cơ nghiệp kha khá ở trong vùng. Nhân giàu nhưng không quên tình bầu bạn. Nhân vẫn nhớ tới lời thề sống chết sướng khổ có nhau với Quắc. Nhân cất công đi tìm và sung sướng khi thấy Quắc còn sống. Tuy Quắc đang dở năm dạy, nhưng Nhân cũng thương lượng được với cha mẹ học trò, cho con em chuyển sang một cụ đồ khác rồi đưa Quắc về nhà mình. Nhân dặn người nhà phải coi Quắc không khác gì mình, cơm nước hầu hạ không được bê trễ. Nhưng tính vợ Nhân không được như chồng, xưa nay đối với những người rách rưới, chị ta tỏ vẻ coi thường. Chị ta không cùng sống những ngày vất vả với Nhân, nên có thấy đâu tình nghĩa giữa Nhân và Quắc như thế nào. Nhưng thấy chồng trọng đãi khách, nên lúc đầu chị không dám nói gì. Nhân luôn bảo vợ: đây là người thân nhất trong đời tôi, nếu không có bạn thì tôi chưa chắc đã sống để gặp nàng. Vợ Nhân chỉ lẩm bẩm: khéo, bạn với bè chỉ có ngồi ăn hại. Dần dần vợ Nhân bực mình ra mặt. Chị ta khó chịu vì cái ông khách lạ tự dưng ở đâu đến, chả giúp ích được gì cho nhà mình, chỉ chễm chệ trên giường cao, cơm rượu mỗi ngày hai bữa. Vợ Nhân trước còn nói mát, sau thì ngoa ngoắt ra mặt. Có hôm người đàn bà ấy đay nghiến cả chồng lẫn khách: chẳng phải bố già, không phải khách nợ, ở đâu lại rước về thờ phụng, ăn no lại nằm, thôi liệu mà tống quách đi. Thấy thái độ vợ càng ngày càng quá quắt, chồng chỉ sợ mất lòng bạn. Một mặt Nhân chăm chút bạn chu đáo hơn cả lúc trước, mặt khác Nhân tỉ tê khuyên dỗ vợ. Nhưng vợ Nhân chứng nào vẫn giữ tật ấy. Về phần Quắc thì chàng hiểu tất cả. Đã hai lần Quắc cáo bạn xin về, nhưng Nhân cố giữ lại. Thấy bạn chí tình, Quắc lại nấn ná ít lâu. Nhưng hôm đó Quắc quả quyết ra đi, vì chàng vừa nghe được những câu nói xúc phạm nặng nề. Quắc nghĩ nếu mình không đi sớm thì có ngày bị nhục với người đàn bà này, mà nếu ra đi như mấy lần trước thì sẽ bị bạn trèo kéo lôi thôi. Một hôm trời còn mờ sương, Quắc cất lẻn ra khỏi nhà để cho bạn khỏi mất công tìm kiếm. Khi đi qua một khu rừng, chàng cởi khăn áo treo lên một cành cây bên đường. Đoạn Quắc lần mò đến xứ khác, trở lại cuộc đời dạy trẻ. Thấy mất hút bạn, Nhân bổ đi tìm. Khi nghe tin có người bắt được khăn áo ở mé rừng phía nam, chàng lật đật đến xem. Nhận rõ ấy là khăn áo của bạn, Nhân rất thương cảm. Ta nuôi bạn, thành ra hại bạn, chắc bạn ta bị cướp giết chết. Nhưng sau đó Nhân lại nghĩ khác. Bạn ta ra đi trong túi không có một đồng một chữ, thì dẫu có gặp cướp cũng không có việc gì. Đây một là hùm beo ăn thịt, hai là bị lạc trong rừng sâu. Nhân bắt đầu vào rừng tìm Quắc, không thấy có vết máu, chàng lại càng hy vọng. Bằng hết trông gai, chùi hết bụi rậm, Nhân luôn luôn cất tiếng gọi: "Anh Quốc ơi! Quốc Quốc!" Nhân đi mãi, gọi mãi, quanh quẩn trong rừng mênh mông. Cho đến hơi thở cuối cùng, con người trí tỉnh ấy vẫn không quên gọi: "Quắc quắc!" Rồi đó, Nhân chết hóa thành chim quốc, cũng gọi là Đỗ Quyên. Vợ Nhân đợi mãi không thấy chồng về, lấy làm hối hận. Một hôm, chị ta bỏ nhà bỏ cửa đi tìm chồng. Cuối cùng cũng đến khu rừng phía nam. Nghe tiếng quắc quắc, chị ta mừng quá kêu to: "Có phải anh đấy không, anh Nhân?" Không có tiếng trả lời ngoài những tiếng quắc quắc. Vợ Nhân cứ thế theo tiếng gọi, tiến dần vào rừng sâu. Sau cùng không tìm được lối ra, chết bên cạnh một gốc cây. Các con ơi, các con học được bài học gì từ câu chuyện này nhỉ? Câu chuyện ca ngợi một tình bạn đẹp giữa Nhân và Quắc, đúng không nào các con? Dù khó khăn, hoạn nạn hay lúc giàu có đều luôn nghĩ tới nhau. Vì vậy, qua câu chuyện này, các con hãy biết quý trọng những người bạn tốt của mình để tình bạn ấy luôn đẹp mãi các con nhé. Xin chào các con!